Từ chất lượng cho đến màu sắc thì màn hình của Dell chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Với mức giá rẻ so với cấu hình chưa đến 6 triệu đồng và vì là màn hình cong lại là màn hình gaming thì Dell S2721HGF sẽ có gì? Cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Ở mức giá chưa đến 6 triệu đồng, các bạn sẽ có một thiết kế khá là chắc chắn. Ở đây thì các đường nét cực kỳ vuông vắn, mang một màu đen duy nhất, thế nên là đậm chất gaming. Mặt sau thì sẽ được tạo hình với những đường cắt cách điệu, thì ở đây thì cũng chính là những lỗ thông hơi được thiết kế để tăng cường phân tán nhiệt, giúp cho màn hình của các bạn luôn giữ được trạng thái mát mẻ. Chuyển xuống dưới phần chân đế này thì được thiết kế là hình ngũ giác, không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng ở trên mặt bàn. Các bạn có thể thoải mái đặt bát chuột cỡ lớn này để được bàn phím chuột trong không gian vô cùng thoải mái. Thêm vào đó thì thiết kế chân đế này cũng cho phép các bạn có thể điều chỉnh độ cao, ngửa lên, ngửa xuống và các góc nghiêng linh hoạt tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Về các phím cài đặt và joystick cùng với cổng kết nối thì sẽ được đặt hết về phía mặt sau của máy. Ở đây sẽ bao gồm cổng nguồn, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một jack audio combo thì được Dell thiết kế riêng cho game thủ, đặc biệt là thích hợp cho các game thể loại là FPS, sport hoặc là game nằm trong giải đấu eSports. Thì ở đây là màn hình 27 inch Full HD tấm nền VA và có tần số quét là 144Hz với thời gian đáp ứng cực nhanh chỉ 1ms, cùng chất lượng hình ảnh đạt đến 97% sRGB, cực kỳ thích hợp với thể loại game hành động này hoặc là thể thao, đòi hỏi người chơi phải giải quyết nhanh và chính xác. Đối với các thông số này thì cũng khá là quan trọng vì nó sẽ quyết định là giảm hiện tượng bóng mờ trong những chuyển động nhanh, mang lại trải nghiệm tốt hơn trong các tựa game bắn súng ở góc nhìn thứ nhất này, game đua xe, chiến lược thời gian thực hoặc là game thể thao. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba cạnh viền màn hình siêu mỏng tạo nên hiệu ứng tràn viền, cùng với đó sẽ là độ cong 1500R sẽ đem lại cho các bạn trải nghiệm màn hình với góc nhìn rộng hơn. Và với độ cong tiêu chuẩn này thì cũng sẽ giúp cho người chơi tập trung vào màn hình, quan sát tốt các chi tiết và đạt được hiệu quả cao hơn trong các trận game. Ngoài ra thì sẽ còn một loạt các công nghệ khác được trang bị trên chiếc màn hình này. Đầu tiên là NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync sẽ giúp cho trải nghiệm hình ảnh chuyển động mượt mà. Bình thường thì các bạn chơi game sẽ hay gặp tình trạng là GPU không đủ mạnh để xử lý theo kịp tần số quét của màn hình, sẽ gây ra tình trạng như là giật và lag này. Ở đây thì GPU sẽ xuất ra nhiều khung hình hơn tần số quét của màn hình, cho phép xảy ra hiện tượng xé hình. Đối với NVIDIA G-Sync thì sẽ được ra đời với khả năng là tự động tinh chỉnh tần số quét của màn hình, thay đổi một cách linh hoạt theo cường độ mà công việc của GPU xử lý, thế nên là sẽ loại bỏ hiện tượng xé hình, giật lag khi các bạn chơi game. Tiếp theo là sẽ bảo vệ mắt của người dùng với cả Comfort View. Với tính năng chống nháy hình và giảm ánh sáng xanh sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đôi mắt khi mà các bạn sẽ nhìn liên tục vào màn hình trong nhiều giờ liền. Và đó là tất cả những gì mà đối với một mẫu màn hình chưa đến 6 triệu đồng của Dell mang lại. Ý kiến của mọi người như thế nào? Để lại phía dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cũng như là đường link về sản phẩm này, chương trình khuyến mại mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.